Rồi, em xin chào cả nhà nhé. Chào toàn thể cô chú, anh chị em yêu lan trên mọi miền Tổ quốc. Chỉ còn hơn chục hôm nữa là bắt đầu ngày Tết, ngày đón mừng năm mới 2022. Để hứa hẹn một cái năm làm kinh tế thật là thành công, có một sức khỏe thật là dồi dào. Kính chúc toàn thể gia đình mình một ngày mới thật là an lành và hạnh phúc nhé. Đây là giáp Tết rồi, nên ra là em có lên những cái giò dường như là những cái gì đẹp nhất của vườn em. Đấy, những cái giò em gọi là tâm huyết nhất ở trong vườn. Tâm huyết nhất ở trong vườn để lên cái video nhỏ nhỏ để cho các bác có thể là tham khảo về để làm quà biếu hoặc là để chơi làm một cái gì đó kỷ niệm về những cái ngày tháng chơi lan thật sự là có phải có những cái giò chấn vườn và có những cái giò đẹp những cả nhà nhá. Thì trong này gồm có ba cái giò quế này, hai cái giò hoàng nhạn tháng 8 này, đấy. Một cái giò cáo là một giò cáo là phân nhánh này, cáo cụ cáo kỵ của Lai Châu ấy. Nên ra là mọi người cứ tham khảo, mọi người yêu, mọi người quý, mọi người tham khảo mà có nhu cầu mà muốn mua để tìm hiểu hay là để tặng các sếp mà có cái thú chơi lan này, mọi người có thể là tìm hiểu để mọi người tham khảo giá nhé. Còn những cái giò như này nó rất cao, ví dụ giò kia này, một thân này, 3-4 con này, còn giò này một thân 2 con này, giò này thì quá đẳng cấp, giò này không có giống những cái giò thờ số 2 nhé cả nhà nhé. Giò cáo thì giò cáo phân nhánh này, đấy. Thì mọi người có thể tham khảo và những cái giò này nó cực kỳ nó đắt tiền, đâm ra mọi người cân nhắc nếu bác nào có ý định mua để làm quà biếu hoặc là chơi làm trò giò chấn vườn thì mọi người có thể liên hệ trực tiếp với em nhé, em sẽ báo giá nhá. Đây, tiếp tục đây là một giò nhạn tháng 8. Đây là một giò nhạn tháng 8. Cực kỳ là đẹp. Những cái giò này thì không biết bao nhiêu năm rồi. Nó cực kỳ là gồm có 3 cây nhé cả nhà nhá. Đấy, toàn những cái giò nó hơi cao tiền nên ra là cô chú toàn thể gia đình mình xem thì cân nhắc và có gì thì ủng hộ em nhá. Đây này, em quay hết cho mọi người, hôm nay quay hết những cái giò VIP cho mọi người, có thể mọi người cân nhắc để làm quà ấy. Thay vì tặng rượu, tặng những cái món ăn uống thì mọi người tặng về những cái món tinh thần, cái sở thích của các lãnh đạo nhé cả nhà nhá. Còn đây là những cái giò cáo, giò chùn, cụ chùn kỵ của nhà em. Đấy, để mọi người làm quà biếu. Như là những cái giò cáo ấy. Đấy. Giò tam bảo sắc VIP này. Giò chùn này. Đấy. Chuẩn bị ra hoa. Tháng 4 này bắt đầu là nó ra hoa rồi. Nên mọi người có thể cân nhắc để mọi người mua làm quà biếu nhá. Đấy. Giò chùn cực kỳ là dáng thế là đẹp. Một con cụ cáo ở dưới, chùn cáo cụ kỵ ở dưới. Còn những cây chồn con ở trên. Đấy, ghép vào lũa rất đẹp. Đây là những cái giò có thể mua này, tặng biếu này. Đấy, mua tặng biếu nha cả nhà nha. Đấy, giò tam bảo sắc nữa nha cả nhà nha. Rất mong là cô chú toàn thể gia đình mình nhớ là xem thì chia bấm nút like cho em với nhá. Bấm nút like giúp em nhá. Rồi, em mời mọi người tiếp tục qua các món tiếp theo nhá. Rồi, em mời qua mọi người qua những cái hình để mọi người chơi những cái giò phong lan rừng ngày Tết nhé, ngày xuân nhé cả nhà nhé. Có duy nhất một giò đùi gà dẹt thuần cực kỳ là khỏe, ngon lành cành đào nhé, đùi gà dẹt. Và nó đang trễ nụ như này, trễ nụ như thế này rồi, Tết đến nơi rồi, Tết đến chân rồi cả nhà nhé. Hình không số, hình đùi gà dẹt đi, là 180.000, có duy nhất một giò thôi cả nhà nhé, 180.000. Đùi gà tròn. Đùi gà tròn đây. Nụ nó trễ rồi, Tết rồi. Tết hết rồi cả nhà nhé. Đến Tết rồi, về chỉnh trang lại để ngắm hoa nhé. Hình không số đùi gà tròn 200.000 đùi gà tròn Lai Châu nhé cả nhà nhé. Đùi gà tròn Lai Châu. Tiếp tục hoàng thảo ngũ tinh, hoàng thảo u lồi. Hoàng thảo đây. Đấy, nụ như này rồi. Hơn 10 ngày nữa là Tết, vừa tầm nhé, khít kinh khít luôn. Hình số 33, 300.000, hình số 33, 300.000. Hoàng thảo u lồi, hoàng thảo ngũ tinh, cho hoa vào đúng Tết nhé cả nhà nhé. Hoàng thảo ngũ tinh. Hoàng thảo u lồi, hoàng thảo ngũ tinh, hình số
32 260.000, 260.000 cả nhà nhé, 260.000 hoàng thảo ngũ tinh ngũ lôi, 260.000. Mặt bông thì cực kỳ đẹp, cực kỳ phê, và nó cho nở thì bền, rơi vào tầm 15 hôm cả nhà nhé. Hình số 31 cũng 260.000, hình số 31 260.000. Hoàng thảo ngũ tinh, hoàng thảo ngũ lôi. Một cái dịp, một cái năm 2022 hứa hẹn đầy cái biến động và những cái tốt cho nền kinh tế. Hình số 30 cũng 260.000. Kể cả dòng lan rừng đấy. Chả mấy khi những năm trước làm gì có những cái giò lan phong lan rừng để mọi người chơi Tết được. Đó là hàng rừng nhé, không phải hàng công nghiệp. Công nghiệp thì năm nào cũng có, nhưng mà hàng rừng năm nay thế nào nó lại đặc biệt cả nhà nhé. Nó chi chít nụ đùi gà tròn đây, chưa sổ mặt bông, về bắt mặt bông luôn nhé cả nhà nhé. Chi chít nụ rất nhiều, thân nụ, tất thân nụ này, tất thân nụ này, đấy, tất thân nụ. Hình số 26, 600.000, hình số 26, 600.000, toàn bộ nụ hết nhé cả nhà nhé. Nụ hết, rất mong là cô chú toàn thể gia đình mình xem, thì dành tặng cho em xin một nút like nhé. Chỉ cần một nút like của mọi người thôi. Em chỉ mong muốn mọi người yêu quý thì mọi người dành cho một nút like thôi, chứ không có ảnh hưởng về kinh tế cái thứ gì đâu cả nhà nhá. Hình số 27 cũng 600.000, hình số 27 600.000. Nhiều nụ lắm, em phải nói có nghĩa là tất cả những cái chậu này là chọn lựa trên cả vườn đây cả nhà nhá. Cả vườn mới có những cái chậu để cho mọi người sưu tầm, mọi người chơi Tết nhé cả nhà nhá. Chậu thì xịn sò, trồng vào vỏ thông đồng hoàng ngon lành cành đào nhé cả nhà nhá. Hình số 25, 600.000, hình số 25, 600.000. Đây, còn gì bằng đâu, còn gì bằng chơi những cái giò phong lan rừng mà cho hoa vào dịp Tết đây. Năm nay thế nào nhiều hoa cho vào dịp Tết thế. Nói thì nói thế thôi, nhưng mà Covid, thấy bảo Covid thì năm nay mọi người hạn chế mua, nhưng thực chất năm nay có khi này mọi người còn chơi nhiều hơn, kể cả những cái dòng cây cảnh các thứ thế, rất nhiều bác cô chú đến Tết là sưu tầm rất nhiều. Hình số 28 500.000, hình số 28 500.000, đùi gà tròn Lai Châu, chưa sổ mặt bông đâu cả nhà nhá. Đấy. Năm nay là hay lắm, rất nhiều phòng giò phong lan rừng để mọi người chơi Tết. Rồi, em mời mọi người qua cái dòng đặc biệt nhất của núi rừng Lai Châu. Năm nào cũng thế, cứ đến cái tầm giáp Tết là bắt đầu là có những cái giò để cho mọi người chơi nhé. Rồi, em mời mọi người ạ. Đây, cả nhà nhá. Lại tiếp tục đóng hàng cho mọi người kia. Vẫn nhiều bác vẫn hỏi em, bảo là em ơi, anh ở trong miền Nam hay ở khu này thì có chuyển được không? Thì cũng trả lời luôn mọi người là ship được toàn quốc cho mọi người nhé, ship được tất cả, miễn sao là mọi người có cái thú chơi cái dòng địa lan rừng này, ship được tất cả các nơi, và cam kết với mọi người đóng hàng rất cẩn thận cho mọi người. Nên là những cái cọc hàng là bắt đầu đi, nhìn nó như một cái trụ ấy cả nhà, nhìn nó như một cái trụ ấy. Những cái giò lan nó nở rồi, nhìn nó rực rỡ cực kỳ là đẹp. Năm nay thì mọi người thử chơi một lần xem thì mới biết được cái dòng hàng rừng thì chơi nó vui và nó hay nó như thế nào. Sau khi chơi mình vẫn tiếp tục được mọi người lại tiếp tục nhân giống, mọi người năm sau lại chơi tiếp cả nhà nhé. Đấy là cái thú chơi của cái dòng lan địa lan Trần Mộng. Và nhiều người hỏi bác bảo cái địa lan này thì chơi được bao nhiêu lâu, bao nhiêu lâu thì nó tàn, nó có giống đào giống quất là sau khi chơi xong thì liệu có trồng được nữa không. Thưa cả nhà là những cái dòng này thì chơi mình chơi thoải mái trong vòng 3 tháng trời nhé, 3 tháng giờ trời và ra riêng. Và sau khi chơi xong thì mọi người cắt hoa đi và mọi người để nhân giống. Những cái chậu to thì mọi người có thể tách được thành đôi ba chậu. Cũng như những cái dòng lan rừng, mỗi một cái củ địa lan này thì nó sẽ có hai mắt và nó sẽ lên được hai mầm non. Nên ra mọi người có thể tách thành những cái chậu nó nhỏ để năm sau mình nó phát triển càng thưa thì nó phát triển càng nhanh và nó sẽ sang năm lại được một cái chậu to cả nhà nhá. Và cách chăm sóc thì mọi người để vào lưới đen kia cho em, toàn bộ trồng sau khi là chơi hoa và mọi người dưỡng cây thì mọi người trồng bằng sới những cái đất xốp để trồng hoa màu ấy, vỏ trấu, trộn với phân trâu, trộn với phân các phân hữu cơ đấy, thì mọi người bắt đầu là mọi người
người trồng và tách ra trồng để cho nó nhanh phát triển. Và cái thứ hai đặc biệt là phải để ở chỗ mát, chỗ mát và phải che lưới đen, tránh cái ánh nắng cả nhà nhé. Nên rất mong là cô chú toàn thể gia đình mình mà ý định năm nay chơi cái dòng lan lầy thì ủng hộ rừng, ủng hộ cái kênh của em nhé. Thì em buôn cái loại này nó hơn chục năm nay rồi, rất nhiều nhiều, còn chủ yếu vẫn bán phong lan rừng. Nên ra là mọi người cứ yên tâm một điều là hàng thì mọi người mua giá theo theo thị trường bao tầm. Bây giờ là bắt đầu là giá bắt đầu nó cao lên rồi, nhưng mà riêng chỗ em thì vẫn bán với cái giá bình ổn cho mọi người. Tại vì thực sự là cái giá thành này liên quan đến mình ôm vườn cơ. Đây không phải là em làm ra mà của các bác trong dân người ta trồng từ bao nhiêu năm nay. Thì ví dụ như là người ta mua nhỏ lẻ thì người ta sẽ đắt. Còn em đến em đàm phán với cả vườn, em lấy hết cả vườn để vụ này em bán thì lại giá nó rất là hợp lý. Rất mong là cô chú toàn thể gia đình mình xem video thật kỹ và chia sẻ cho toàn thể các cô chú khác biết đến cái kênh của em để có thể là mua và ủng hộ kênh của em nhá. Rồi em mời mọi người hôm nay qua từng đơn nhá. Cả nhà nhìn thấy cái chỗ khói khói kia là em đang sấy thịt ấy, sấy thịt như cả nhà nhá. Thưa với cả nhà đây, ví dụ em sẽ quay như này, quay xa xa để cho mọi người là tưởng tượng được cái không gian phòng nhà mình nên đặt cái giò nào, nên đặt cái giò nào. Và những cái vòng vòng hoa này về mọi người mua cho em cái đèn nháy mọi người lấp lên nhá, nhìn cho nó rực rỡ cực kỳ là phê cả nhà nhá. Một năm nay mọi người thay đổi đi, thay đổi thử chơi cái dòng địa lan Trần Mộng này xem sao nhá cả nhà nhá. Địa lan Trần Mộng Lai Châu hàng rừng nhá cả nhà nhá. Đây mặt bông thì cực kỳ là đẹp này. Em xem hình bao nhiêu đấy, nụ thì em làm vòm và em vẫn gửi sắt cho mọi người nhá, em vẫn gửi sắt cho mọi người. Hình số 2 1.300.000. Hình số 2 1.300.000. Bao nhiêu vòi hoa quên em không ghi đấy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15 bông. 15 bông, mỗi một bông nó dài và tầm hơn mét. Mỗi một bông dài tầm hơn mét. Mọi người đi đâu thử tham khảo xem có ai cái bán cái giá như em không. Cực kỳ là đẹp nhé cả nhà nhé. Chậu này thì quá phê rồi, làm quà biếu ok nhé cả nhà nhé. Tiếp tục đến chậu thứ hai. Rồi. Về thay chậu trắng cho em. Về thay chậu trắng, chậu sứ đẹp đi cho em. Đấy. Hoa rực rỡ bầu trời nhé. Tất cả cái 22 bông này mà nó nở thì ở đây 25 bông. Cái chậu này tận 25 bông cả nhà nhé. Chậu này tận 25 bông. Xem gì mua gì đi chăng nữa, mọi người cứ xem video, quay video thì nó giò nó như thế nào, chậu nó như thế nào thì nó rất thực tế như thế. Chứ còn chụp ảnh thì mọi người phải cân nhắc nhá cả nhà nhá. Hình số 24 25 bông 2 triệu. Đấy, cái giò này. Đấy, mọi người cân đối phòng khách cho em này. Cân đối phòng khách hộ em ấy nhá. 2 triệu. Đấy, hoa thì nó rủ. Đây không phải, nhiều bác bảo tại sao nó bị gãy nhá. Không phải, đây là này. Đây là nó dài quá, nó rủ xuống nhé. Nó rủ xuống, nó cong xuống, nó rủ xuống cả nhà nhá. 22 bông cực kỳ là đẹp nhé cả nhà nhá. Hình số 24, 25 bông 2 triệu. Vừa nãy có bác chốt xong giò kia rồi. Giò này cũng rực rỡ này. Bác cứ xem lại video này chắc sướng mắt luôn. Đấy, nhìn phê lắm. Tiếp tục. Hình số 3, 13 bông. Cái này bông sáng nhé. Một màu bông sáng hơn. Em thì thích cái dòng bông đậm, nhưng nhiều bác lại thích cái dòng bông nó sáng bông như này. Sáng bông như này. Em thì đặc thù em lại thích cái dòng bông đậm đà hơn. Màu sắc nó đậm đà, nó rực lửa hơn cả nhà nhá. Chậu này nó thật là mùa giống, nó thật là bằng một cái giò là giò đuôi cáo đuôi chồn thôi. Hình số 3 13 bông 1 triệu. Bằng giò đuôi cáo đuôi chồn thật đấy, chắc là sẽ rồi, mọi người cũng chơi thôi, không chốt nhanh bây giờ thì không còn nữa cả nhà nhá. Tầm này mọi người cứ đưa xe thử tham khảo xem những nơi khác người ta bán cứ trăm hơn trăm nghìn một bông rồi đấy, 150 một bông rồi đấy. 1 triệu một cái chậu này, không phải nghĩ, chỉ cần thích là chốt thôi, chỉ cần thích là chốt thôi cả nhà nhá. Không cần nghĩ đấy. Nó rực chưa? Cứ 3 tháng mà chơi. Cứ 3 tháng mà chơi. Nở này. Nụ chưa. Còn đây còn chưa nở nhé. Đây còn chưa nở. Đây chưa nở. Đây chưa nở nhá. Đấy. Nó rực rỡ như thế này cơ mà.
Chơi này sướng lắm cô chú anh chị em ạ. Hình số 5 cũng 13 bông. Hình số 3 15 bông 1 triệu. Cực kỳ là đẹp nha cả nhà nhá. Cân đối phòng khách cho em. 13 bông 1 triệu. Đây là những cái dòng bông rực, bông đậm đà. Đậm đà, nó sắc đậm đà nhé cả nhà nhé. Giờ này khách bác vừa chốt xong. Vừa chốt xong cực kỳ là đẹp luôn. Đấy. Rực rỡ nha. Em bảo rồi mọi người tin em. Mua đi. Mua chơi thử đây. Cái giò này thì cũng chốt mất rồi. Giò này phải sảnh to. 40 bông của em. Tiếp tục đến những cái dòng để bàn. Để bàn. Để trước bàn ấy. Đấy. Quay rất tứ diện cho mọi người. Mặt bông thì cực kỳ là phê rồi. Sau khi chơi mọi người cứ tách đôi cái thằng này ra thành được hai chậu, năm sau chơi tiếp. Rực rỡ nha. Em quay rất chi tiết đấy. Mọi người xem mua cái giò nào mọi người cứ xem video, đừng bảo em chụp lại nữa. Chụp lại nó thật sự. Hình số 8 11 bông 1 triệu. 1 triệu. Em ấy. Đấy. Tính cẩn thận, đâm ra nào cứ mua cho mọi cái này thì bông dài này. Chậu này bông dài, được người dân người ta trồng vào cái chậu rửa bát. Đấy. Bông thì nụ như này rồi. Cực kỳ đẹp nhé, hoa cực kỳ là phê. Em xem hình bao nhiêu này. Hình số 7, 14 bông, 1 triệu 3. 1 triệu 3 chậu này. Đấy. Mọi người cứ cân đối, cân nhắc cho em. Cân đối, cân nhắc nhé. Và xem thật chi tiết. Tại vì mua cái đẹp về nhà mà. Mua cái đẹp về nhà. Về nó phải ưng ý. Về nó phải ưng ý. Nó không lại nhiều khi lại mang cái bực vào người đó nhé. À, mặt bông đậm đà, sắc nét, tươi rực luôn nhé cả nhà nhá. Hình này bao nhiêu tiền đây? Hình số 10. Hình số 10. 1 triệu. Hình số 10 1 triệu. Bằng giò lan bình dân không cả nhà. Bằng cái giò lan bình dân, bằng một cây quất, cây đào. Đấy, 1 triệu bạc. 1 triệu đến với em thì chỉ có mới có cái giá như thế thôi cả nhà nhá. Hình số 12 1 triệu 100. Hình số 12 1 triệu 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 bông. 1 triệu 100 nhá. Đến với em đấy. Dường như mọi người vào kênh này cũng như là người nhà rồi, nên không sợ đắt, sợ rẻ gì đâu nhá. Hình số 11. À, hình số 9, 12 bông cũng 1 triệu ạ. 1 triệu 100 nghìn, 1 triệu 100 nghìn. Đẹp, lá xanh, bản lá ngắn. Đặt bàn uống nước thì phê. Moni phê luôn cả nhà nhá. Cứ đến với em Cường, di mọi người cũng có từ bác khó tính đến bác dễ tính. Bác khó tính nhất thì cũng sẽ happy thôi. Cũng happy. Đây, mặt bông xanh ơi. Đấy, mặt bông xanh đây. Cái này thì ngồng hoa nó quá dài. Đấy, nó trũ xuống cái này cơ mà. Chậu này ấy, cũng trồng vào chậu rửa mặt này. Đấy, ngồng hoa đấy cả nhà nhá. Tuyệt vời luôn. Hình số 11. 12 bông, 1 triệu 200 nghìn. 1 triệu 200 nghìn. Đấy. Rất rực rỡ nha. Về thay hộ em cái chậu rửa bát kia đi nhá. Thay hộ em cái chậu rửa bát kia đi. Chậu này thì nó có rực rỡ hết rồi. Nó rực rỡ hết rồi. Về chỉ việc ngắm, không lo là lại bảo là sợ nó không nở hay thế này thế kia nhá. Hình số 14, 1 triệu 200 nghìn. 13 bông. 13 bông. Rực rỡ. Đấy, nó đẹp như thế đấy. Khi nó nở nó đẹp như thế đấy cả nhà nhá. Mọi người cứ làm kiểu ảnh thì làm này. 1 triệu 200 nghìn. Tiếp tục. Hình này mà nó nở hết thì thôi. Không phải bàn, không phải tính. Hình số 13, 17 bông. 17 bông. 17 bông là 1 triệu 400 nghìn. 1 triệu 400 nghìn. Em quay này mọi người có nhìn nó dễ chịu chưa? Để cho mọi người, đây em quay xa nhé cả nhà nhé.
để cho mọi người còn cân đối cái phòng khách của nhà mình, cân đối cái phòng khách nhà mình nữa. Không là nhiều khi là mua giò nhỏ quá mà phòng khách to. Phòng khách to thì về nó thọp lỏm đấy, thọp lỏm chả nhìn thấy lan đâu. Còn phòng khách mà nhỏ quá mà mua cái giò to về thì nhìn nó tùm ấy, nhìn nó như trong rừng ấy thì nhìn nó lại chả đẹp cả nhà nhá. Hình số 13 15 bông. Hình số 13 15 bông 1.300.000, 1.300.000. 1.300.000 nhé cả nhà nhé. Quay xa, quay gần, quay tứ diện. Rất mong là mọi người xem, mọi người chia sẻ giúp cho em với. Rất nhiều bác vẫn còn chưa biết đến cái dòng địa lan chơi Tết này đâu. Đấy, chẳng qua nhiều bác bây giờ là xem YouTube nhiều thì mới thấy người ta bán chứ còn. Tiếp tục. Hình số 15 12 bông 1.100.000. 1.100.000. 1.100.000 nha. Tội gì cả nhà. Khó khăn thì khó khăn, dịch thì dịch. Nhưng ngày Tết mà. Tết là nhất, Tết là nhất, ít ra cũng phải có đồ chơi trong nhà, có phải có hoa, có quả, có bánh, có lá, có thịt, có thả. Hình số 16 10 bông 900.000, hình số 16 900.000. Đấy. 900.000. 1 chậu địa lan tầm 5 năm, 5 năm thì mới thu hoạch được một cái chậu địa lan. Có 900.000. Công của người dân người ta hơi bèo một tí. Đây là một mặt bông xanh ngọc. Đây, nhiều bác lại thích cái mặt bông như này. Đó là mặt bông xanh ngọc nhé cả nhà nhá. Đấy. Lá thì xanh mướt. Đấy, cực kỳ là đẹp. Hình số 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 bông 1 triệu. 10 bông 1 triệu một cái giò này như này, xanh ngọc nhá. Nhiều bác, em nghĩ nhiều bác sẽ chốt thôi. Nhiều bác sẽ chơi. Rất nhiều bác. Căn bản các bác có biết đến kênh của em để vào lựa chọn hay không mới là gặp một vấn đề. Tại vì trên mạng bây giờ bán tràn lan mà. Hình số 18 13 bông. Hình số 18 13 bông 1.100.000. 13 bông 1.100.000. Có đâu bán như em không. Đấy. Mọi người cứ dành cái niềm tin cho chúng em thì mọi người sẽ không thất vọng đâu. Thực sự là không thất vọng. Hình số 18 900.000. Hình số 18 900.000. Đấy, 900.000, tội gì không mua đâu. Đặt niềm tin cái gì cũng phải đúng chỗ cả nhà nhá. Đúng chỗ, đúng nơi, đúng chỗ thì sẽ không thất vọng. Đấy. Cực kỳ là đẹp luôn. Tiếp tục. Hình số 19 1.200.000. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 bông. 13 bông 1.200.000. Tọa đẹp chưa? 1.200.000. Hình số 19 1.200.000. Tiếp tục. Hình số 20 17 bông 1.400.000. 17 bông 1.400.000. Quá mỹ mãn nha. Đấy. Chơi lan nó phải như vậy cả nhà. Đóng hàng cho cô chú anh chị em đây. Cứ về đến tận tay như hình quay như nào thì về đến tận tay nó đúng như thế. Hình số 21 12 bông 1.100.000. 1.100.000. Lá ngoài xanh mướt đẹp nha cả nhà nha. Về cứ thế này mai là chơi xong mọi người là cho vào cái chậu, cứ giữ nguyên cái, bỏ cái chậu này đi. Sau đến lúc là chơi xong đây, người ta đắp phân trâu này, đâm phân trâu ủ nha cả nhà nha. Là bắt đầu mình chăm sóc nha cả nhà nha. Rồi tiếp tục. Hình số 22 chậu này thì phải đứng lên đây thì mới tỏa được hết cái, là được cái giò lan này. Quá phê. Cuống thì nó cứ dài tầm hơn mét nha cả nhà nha.
Mét hơn mét. Tỏa rất đều bốn hướng nha. Bốn phương bốn hướng. 15 bông 1 triệu 500 nghìn. 15 bông 1 triệu 500 nghìn. Kinh khủng chưa? Đấy. Về lắp cái bộ đèn nháy vào thì mọi người nhìn thế nào? Lắp cái bộ đèn nháy vào cho em nhá. Cực kỳ là bao phê. Tiếp tục à, cái dàn hoa em lắp ở trên cho mọi người đi rồi. Dàn hoa cho mọi người đây rồi. À, một cái dàn hoa nụ đấy. Một dàn nụ đấy. Hoa cái tầm 80-90 1 mét. À, nó rũ hẳn xuống đây này. Hình số 2, 10, 1 triệu 300 nghìn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 bông. 15 bông, 1 triệu 300 nghìn. Đấy, kinh chưa? Đẹp không cả nhà? Đấy, cân đối phòng khách cho em nhá. À, giò này quay rồi. Đấy. Hết rồi cả nhà, hết rồi. Còn từng này thôi. Còn chừng này thôi. Còn tất cả chừng này thôi cả nhà nhá. Đấy. Những cái gì tuyệt phẩm nhất, những cái gì đi chọn lựa nhất thì bây giờ là còn như này đây. Rất mong là cô chú cùng toàn thể gia đình mình xem video thì chia sẻ và giới thiệu. Và quan trọng là mọi người, là ví dụ hàng xóm láng giềng bác nào mà mua cái lan này về xong mọi người giới thiệu cho em bảo là à đây, sang bên này mình vừa mua giò lan thì mọi người sang mọi người nhìn thấy cái giò lan nó đẹp. Mọi người ưng thì lại là chia sẻ cho em nhé. Đây một mặt bông cực kỳ là đẹp này. 1 triệu 200 nghìn. Trời ơi. Cái giò này 1 triệu 200 này. Đấy. Cực kỳ là đẹp. Và cái món Tây Bắc nhà em đây. Cái giò này thì đến lúc cái cần hoa lên thì nó như là cái này chỉ có cơ quan nhà nước chắc không. Có cái sảnh lớn đặt ở giữa sảnh ở cơ quan nhà nước ấy. Thôi rồi à, thịt sấy nhá. Thịt sấy vẫn 500 nghìn một cân. Thịt hun khói là 370 nghìn một cân. Đấy, thịt sấy nhá cả nhà nhá, sấy tự nhiên, sấy ngon lành cành đào của nhà Dùng nhá. Rồi, em cảm ơn mọi người, cảm ơn toàn thể cô chú đã xem video và có những cái nút like và có những cái động viên kênh của em. Chúc toàn thể gia đình mình một ngày làm việc thật là thành công và có một sức khỏe thật là dồi dào để đón năm 2022 nhá. Em xin chào cả nhà.